năm câu chuyện cuộc sống chân thật đến lạ đôi lúc nghe xong mà giật cả mình trong đời mỗi người luôn có những lựa chọn những quyết định có những quyết định khiến con người ta hối hận cả đời nhưng cũng có những quyết định khiến ta đi vào muôn vàng khó khăn gian khổ sau này nhìn lại thấy nó thật sáng suốt biết bao và giữa cuộc đời đầy rẫy sự lạnh lẽo của tình người thì đâu đó vẫn có những người tốt khiến cho chúng ta phải nể phục sống trong thời bình đôi khi những điều nhỏ nhặt những người thân yêu bên cạnh thường bị ta cho là không mấy ý nghĩa nhưng bước qua những ngày khó khăn trải qua dịch bệnh dường như trong mỗi người đã thay đổi đi ít nhiều ngày hôm nay vân anh xin gửi tới quý vị và các bạn năm câu chuyện cuộc đời chân thật đến lạ nghe mà đôi lúc thấy bóng dáng mình ở trong đó câu chuyện thứ nhất nơi cuối dòng sông. Đứa bé gái trong cha về, nó ra bờ sông trước cửa, nhìn về phía rừng bần sừng sững xanh um nơi cửa sông. Xa hơn, mờ mờ là bóng những con tàu nhấp nhô ẩn hiện trong hàng hàng lớp lớp chập trùng sóng biển. Sao ba chưa về? Nó bị ở mấy hôm nay. Hạnh, không có ra sông, gió dữ lắm nghe con. Vô nhà, vô nhà mau lên, giọng cô Thúy, người chăm sóc con bé mấy bữa nay. Con chờ ba con về, ba con nói con hết bệnh, ba con dẫn con đi chợ sắm đồ Tết, mua cho con tập vở đẹp. Con bé thở hổn hển và cơn ho sặc sụ lại tới. Đôi vai gầy nhỏ của nó rung lên, mặt con bé đỏ gay, rồi khi cơn ho dứt, khuôn mặt bé bỏng với đôi mắt đen thơ ngây ấy lại đổi màu xanh tai tái. Thúy kéo bé Hạnh vào nhà, ấn nó xuống cái vạt tre có tấm mền bằng vải dù đã xỉn màu cũ kỹ cơn gió ngoài sông thổi lùa vào căn nhà lá ộp ẹp làm những cây kèo kêu lên có két kẻo kẹt ba con đi vài bữa nữa sẽ về thôi vào nhà uống thuốc ăn cháo rồi ngủ đi cô thương cô thương con cô có thương ba con không con thương ba con lắm con bé hồn nhiên hỏi thúy cô cô thương thương hai cha con luôn thúy ngượng ngùng trả lời bé hạnh má cô ẩn hồng lên mặc dù trong căn nhà vắng vẻ này chẳng có ai ngoài thúy và bé hạnh con bé vô tình chẳng biết mãi mai gì cái chuyện thương ghét của người lớn mẹ con sao mà đi đâu lâu quá không về hả cô mẹ con đi sài gòn mua bán mẹ con thúy im bặt mím môi loan tệ thật đi mua bán đi mua bán gì rồi rồi đi luôn tội nghiệp con hạnh với anh trình quá gà đóng nuôi con thúy thở dài sườn sượt con hạnh còn nhỏ quá đâu biết chuyện của mẹ nó có thể một ngày nào đó trí óc non nớt của nó sẽ phai mờ đi hình ảnh của người mẹ bạc tình bội nghĩa kia người đàn ông trở về sau chuyến đi biển khá dài ngày da đen sầm sập bóng ngời bởi nắng gió biển khơi anh ôm đứa con bé bỏng Xanh xa vào lòng Con ở nhà có ngoan không Con có nghe lời cô không Cô uống thuốc cho mau hết bệnh không Thúy quay mặt chỗ khác Cô cảm thấy mình hơi dư thừa Ít ra là trong lúc này Hạnh nó cũng đã đỡ nhiều rồi Em giao nó lại cho anh Em về Thúy, Thúy à Tôi cảm ơn cô nhiều lắm Cô ở lại ăn cơm với cha con tôi rồi hãy về Dạ cảm ơn anh em đã ăn với mấy đứa bạn rồi bao giờ cô trở lại thăm bé hạnh con bé nó mến cô lắm đó em sẽ sắp xếp em cũng sắp đi dạy trở lại rồi cô cô đừng đi cô ở lại với con đi bé hạnh thỏ thẻ giọng như khẩn cầu cô phải về nhà cô nữa chứ đã có ba con rồi thuyết dịu dàng phút tóc con hạnh trinh im lặng hình như anh cảm thấy mình có gì hơi quá đáng đối với thúy mặc dù anh không có làm gì phật lòng thúy con hạnh là học trò của thúy thúy đến đây chăm sóc hạnh như vậy là quá quý rồi cô ấy là người ở thành phố là giáo viên tình nguyện về cái vùng biển xa xôi hẻo lánh này rồi thúy cũng sẽ đi thôi loan là người lớn lên từ hạt muối củ khoai của xứ sở cô ta còn không chịu nổi khổ cực huống hồ là thúy Trình nghe đau đớn trong lòng khi nhớ về vợ mình. Anh bỗng dâng lên trong lòng mối căm hận đàn bà. Thôi, cô cô cứ về đi. Tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Vài hôm nữa tôi sẽ gửi con Hạnh về ở với bà nội nó trong đồng. Giọng anh hơi lạnh lùng, pha lẫn chút cay đắng. Thúy thoáng nhìn người đàn ông khốn khổ ấy. Cô cảm thấy tội nghiệp anh ta. Cô ái ngại bước nhẹ ra cửa. Thúy mới đi vài bước đến hàng rào trước ngõ con hạnh chồm dậy gọi giọng thẳng thốt cô cô thúy ơi cô đừng đi cô đừng đi mà rồi tiếng con hạnh gào lên rồi có tiếng khóc hu hu thúc thích trong căn nhà lá sùm sụp kia lòng thúy nghe nao nao xót xa mới có mấy ngày sau mình thương con bé quá biết đâu mình cầu mong cho mẹ nó hội tâm trở về người đàn bà kia trở về loan bây giờ thật đẹp và tư tắn với dáng dấp của người thị thành trong loan chỉ còn động lại chút quê mùa qua giọng nói có tiếng cãi vã gây gắt trong căn nhà lá tồi tàn ấy loan trở về với yêu cầu trình ký đơn ly hôn loan cũng không ngần ngại cho biết là cô ta đã chán sống trong cái cảnh nghèo khổ này lâu lắm rồi sáu bảy năm cũng đã đủ đầy nhân ngãi giờ phải chia tay đường ai nấy đi tiếng máy Honda chở người đàn bà chu chanh, chắc khế kia rù rụ, trường trên cát nghe hậm hực tưng tức. Trình thấy hột hẫn đau khổ, anh buồn bã ôm đầu. Với Hạnh đi học chưa về, Loan cũng chẳng quan tâm gì đến đứa con mà cô đã đứt ruột đẻ ra. Mấy phụ nuôi tôm thất bát trước đây đã dẫn Trình đến chỗ túng quẩn. Những người có vốn to thì ít bị rủi ro do họ thăm canh có bài bản có người thuê cả kỹ sư thủy sản về nằm trại suốt mùa. Cánh dân nghèo học làm theo, tám phần thất bại. Chỉ những tay bán giống, thức ăn và thuốc men là trúng to, béo bụng. Động đất xưa kia lú ăn bông, giờ nhiễm mặn, cỏ lên không nổi, nói chi đến gieo trồng. Nước mặn đã dấn sâu vào đất liền, kéo theo những số phận con người nổi trôi với nó như những đợt thủy triệu lên xuống. Vùng đất ven biển này ngày xưa là rừng ngập mặn mênh mông bên trong là những vạt dòng đất cát rau muối trâu rau dừa dại bò lỗ ngổn dưới chân những triền đất dòng giáp ruộng cả làng ở trên đó hồi trình còn bé những dòng cát ấy thưa nhà lắm khoai bí xanh âm um, bốn mùa ban đêm đi ngang qua những cây trơm cổ thụ hoa thơm ngát thấy cái miễu hoàng cây cối che khuất âm u rậm rạp người yếu bóng ví nhắc gan cũng gần gần gái sợ ma. Bên trong dòng cát là những cánh đồng lúa vàng mơ, chim én bay về liền từng đôi, rồi từng bầy mỗi khi mùa xuân đến. Bọn chúng tìm thức ăn và bạn tình. Bây giờ, những vật chồng xanh tươi và những cánh đồng lúa chín vàng đã biến mất. Chỉ thấy ngổn ngang những mái tôn liều bạc như trại tạm cư của những người tị nạn thời chiến tranh. Còn bé Hạnh lại ra bờ sông ngóng cha, gió ào ào thổi phất phơ mái tóc thưa của nó. Giá nó nhỏ nhồi, in trên mặt nước như một con chim sẻ đậu trên làng di điện. Không ai kêu được nó vô nhà cả. Căn nhà của hai cha con Trịnh bây giờ khang trang hơn trước, nhờ anh đi biển trúng được mấy chuyến cào. Loan, sau khi chia tài sản với Trịnh được mấy công vuông tôm, cô ta đã bán lại cho một tay đầu nậu đất rồi biệt tâm dạng. Vào nhà đi con, bà con vài hôm sau sẽ về thôi, Cô, cô ở lại với con luôn nghe. Ừ, chừng nào ba con về thì cô sẽ đi. Không, cô ở lại luôn mà. Ừ, thôi, vào nhà nghe. Dạ. Tao đánh cá cặp cảng, những bạn biển lên bờ. Có người đi gấp về nhà thăm vợ con. Có người túm tụm lại trong cái quán nhậu lai rai như để xả đi những ngày mệt nhọc tù túng trên những con tàu lên đên ngoài biển cả. Trình đi vội về nhà. Anh nhớ con đến nôn nao cả bụng. Anh thương, cái đôi mắt to đen hay ngơ ngác nhìn quanh quẩn tìm anh và hỏi luyên thuyên lắm cái chuyện. Ba! Ba! Bé Hạnh ôm cứng Trình. Trình vuốt tóc con. Cô Thúy có lại chơi với con không? Tối còn có ngủ với bà Tư không? Con bé khẽ gật đầu rồi nói. Bà nói với cô Thúy ở đây với con nghe. Con thương cô Thúy hơn bà Tư Trình cười xòa vò đầu con Cô Thúy phải ở nhà của cổ Cũng như con ở nhà của con Phải không Con bé làm thinh Hình như có vẻ khó hiểu Và suy nghĩ gì mong lung lắm Tại sao cô Thúy lại thương mình hơn mẹ Loan Tại sao mẹ Loan cũng có nhà Mà không về nhà như cô Thúy Bà Tư cho mình ăn cơm ngon Nhưng hay gọi ông kẻ nào đó ghê lắm Đến đây ăn thịt mình có cô Thúy, mình chẳng sợ ai cả. Sau này lớn lên, Hạnh nhớ loán thoáng, mang máng những suy nghĩ của mình hồi thở ấu thơ. Về cô Thúy, mẹ Loan, cha Trình, bà Tư và cái thằng bạn nhỏ tên là Cô Tèo trút bụng, hay cho nó bánh, đồ ăn mỗi khi nhà Cô Tèo có đám dỗ. Thúy không đẹp, nhưng dễ nhìn, cô hiền lành, bởi thật thà và hiền lành nên những năm đi học cô thường hay bị bạn bè lấn lướt năm sắp ra trường cô yêu tân là một bạn học chung khối tân đẹp trai tài hoa nên chinh phục thúy khá dễ dàng và anh ta cũng đã vội vàng ra đi để lại cho thúy nỗi buồn cay đắng thúy âm thầm cắn răng đau khổ chịu đựng cô đã vượt qua được sự khủng hoảng tinh thần và tốt nghiệp vào năm cuối về sau tân công tác ở một huyện ngoại thành anh ta quan hệ tình cảm với một người phụ nữ có tài sản hơn anh gần 20 tuổi quá chồng. Vụ việc đổ bể, lùm xùm. Mấy đứa con trai của bà này sách hung khí tìm Tân để thanh toán theo kiểu xã hội đen. Hoảng sợ, Tân bỏ nhiệm sở, chạy về thành phố. Thời gian sau, anh ta cặp kè với một cô gái nhảy hạng sang, ăn chơi đằng đấm bằng tiền làm ra của cô gái ấy. Cuối cùng, Tân vướng vào căn bệnh thế kỷ lúc anh ta gần ở giai đoạn cuối, thúy và một vài bạn cũ cô đến thăm, anh ta gặp thúy không dám nhìn, chỉ úp mặt vào vách mặt khóc. thúy không oán giận tân nữa, chỉ tội nghiệp cho một con người lẽ ra cốt cho xã hội, nhưng đã đi sai đường, chệch hướng. và tình yêu lứa đôi hình như cũng nguội lạnh trong trái tim của người con gái còn khá trẻ. cô về vùng đất biển hoang sơ hẻo lánh này với mong muốn được làm một cái gì một cái gì tạm gọi là có ý nghĩa để cuộc sống của con người còn có niềm tin và hy vọng cô đã gặp bé hạnh một đứa bé có hoàn cảnh khá đặc biệt anh trình em phải về thành phố mẹ em bệnh em phải trở về em rất thương bé hạnh nhưng cô về trên ấy chẳng biết bao giờ trở lại trình buồn buồn anh cầm đôi đũa nhưng chẳng cấp thức ăn bữa cơm chia tay khá nặng nề. Bé Hạnh ngồi bên Thúy, cô cầm cái muỗng xúc cơm nhưng cũng chẳng xúc miếng nào. Nó liên liếc và lắng nghe ba nó nói chuyện với cô Thúy. Xong công việc, em sẽ trở lại thăm anh và bé Hạnh. Ba con tôi mong cô trở lại, nhưng cũng không chắc lắm đâu. Phải không Thúy? Giọng trình xa xôi, Thúy nghe đau đáo, nao nao trong lòng. Họ chia tay nhau ở bến tàu về thành phố. Trịnh mang mấy giỏ khô biển xuống khoang cho Thúy. Bé Hạnh ôm Thúy rắm rứt. Cô bệ rồi cô trở xuống nghe cô. Ừ, cô sẽ trở xuống với con. Ráng chăm ngoan nghe. Dạ. Bé Hạnh dạ nhỏ khẽ khàng. Nó nắm lấy tay Thúy chặt chặt chẳng muốn rời. Con tàu tách bến. Gió biển từ cửa sông thổi đùa mái tóc dài đen nhánh của người con gái bay phấp phới. Thúy nhìn mãi về cái sấm chài lúp xúp bên dòng cát. Cô thấy bóng dáng của hai cha con trình nhỏ dần trên bến sông. Câu chuyện tiếp theo Trong lặng yên của phố Điện thoại đổ chuông lúc 9 giờ đêm, màn hình nhấp nháy sáng cái tên đã từng rất thân thuộc của những ngày xưa cũ. Thuyền ngập ngừng một lát trước khi bắt máy. Lẫn trong giọng nói lúc túng quanh, cô nghe thấy tiếng chân người gấp gáp tiếng còi cứu thương hú xa xa. Anh xin lỗi vì gọi cho em lúc này, nhưng vừa hết ca trực thì thấy tin khu phố chỗ em vừa phát hiện trường hợp lây nhiễm mới, tự nhiên anh thấy lo quá. Thùy cố nén những xúc cảm rối bời trong tâm trí, hình dung ra gương mặt anh như thế nào ở phía bên kia. Tráng lắm thấm mồ hôi và mớ tóc bị vò nhào mỗi khi có điều gì bó rối. Cũng như cô, hẳn là anh cảm thấy khó khăn khi bắt đầu cuộc gọi đầu tiên sau bao tháng ngại cách biệt. Ý nghĩ đó làm trái tim cô dịu lại. Dạ không sao đâu anh, cơ quan chức năng truy vết nhanh chóng nên em nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chỗ anh như thế nào rồi? Giọng anh trầm xuống. Đơn vị anh giờ là khu cách ly tập trung. Bọn anh đã quen với việc thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống rồi. Mong mọi người bình an là yên tâm em ạ. À. Chỉ có điều chưa biết bao giờ mới được trở về thành phố đôi khi thấy nhớ nhà quá chần luôn ký của cô thoáng hiện về hình ảnh một căn nhà nhỏ có ô cửa sổ mở rộng con chim sẻ nhảy nhót trên cành xuyên mọc xa xuống ngoài hiên hoa dạ miên hương nở dọc lối đi tiếng ngát cố ngăn dòng nhớ tràn lên như sóng thùy chậm rãi bước ra ngoài ban công đêm yên tĩnh trải dài theo con đường vắng thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc xe chuyên dụng làm lũi ngược xuôi thành phố bắt đầu những ngày giãn cách có lẽ còn rất lâu nữa mới trở lại được vẻ bình yên như thuở ban đầu gần nửa năm rồi không liên lạc với nhau cuộc gọi bất ngờ quanh đêm nay khiến thùy bần thần mãi không thể nào ngủ được tưởng nhắc rằng giờ đây cả hai đã là người dân mà sao muôn nỗi lo âu cứ cộm lên theo tiếng gió sạc xà xạo trong mảnh vườn khuya ngày ấy khi thùy giới thiệu anh với bạn bè ai nấy đều thắc mắc tại sao trong rất nhiều vệ tinh vây quanh cô cô lại đem lòng yêu một chàng trai trong quân ngũ có vẻ hơi khô khan và nghiêm túc như anh thùy là con út nên được bố mẹ cưng chiều từ bé từng là dân chuyên văn nên dịu dàng lãng mạn kiểu tiểu thư anh ngược lại giản dị chân phương hiền lành trầm tĩnh Thùy quen anh tình cờ trong một lần cơ quan đi trao quà cho đồng bào khó khăn sau lũ lụt. Hôm đó phải đi qua một đoạn suối chảy xiết. Anh nhanh nhẹn đưa tay đỡ khi cô vấp phải hòn đá rêu trơn loạn soạn, sắp trượt ngã. Tay anh ấm, giọng nói anh cũng ấm. Bà con trong bản rất quý anh. Lũ trẻ con quay quần lấy anh như người anh trai thân thiết. Sau này Thùy mới biết anh từng gắn bó với vùng biên giới 7 năm quãng thời gian sương gió ấy đã to luyện cho chàng trai gốc thành phố trở nên rắn rỗi như cây xuyên mọc tháng ngày yêu nhau cho dù thời gian gặp gỡ không nhiều nhưng anh luôn ân cần lo lắng cho thùy từ những điều nhỏ nhất mỗi lần tựa vào bờ vai vẫn chạy của anh cô cảm thấy mình như bé lại bạn bè chúc mừng cho thùy nhưng cũng bảo tính cô trẻ con như thế không biết anh phải chịu chủ đến bao giờ mẹ Thùy cũng nhắc rằng gắn bó với bộ đội là phải vững vàng làm hậu phương cho người ta. Nhiều khi mẹ thấy con hay giận dỗi quá, làm sao lâu bền được con? Dường như những tiên cảm đó dần dần trở thành sự thật. Yêu anh, Thùy không có những cuộc hẹn cuối tuần nơi phố xá đèn màu rực rỡ, không có những kỳ nghỉ hè đắm mình trong các trắng biển xanh, nhìn mọi người xung quanh ríu rít, đôi khi cô cảm thấy hơi buồn rồi hờn giỏi. Hôm sinh nhật, Thùy đợi mãi nhưng không thấy anh chúc mừng. Pháp phỏng hy vọng anh sẽ xin nghỉ phép để về bên cạnh cho cô có niềm vui bất ngờ. Mà tới tận cuối ngày cũng chẳng thấy đâu. Cô tức tuổi oà khóc, trách anh quá vô tâm. Ngày hôm sau mới thấy anh gọi điện, Thùy không thèm bắt máy, anh nhắn tin cô chẳng thèm xem. Sau một tuần suy nghĩ, Thùy quyết định nói lời chia tay. Chủ nhật ấy, anh vội vã chạy xe về thành phố, năn nỉ xin gặp cô để nói chuyện dù chỉ một lát thôi. Trời mưa rất to, mặc kệ anh, đứng cả đêm trước cổng nhà ướt sũng. Thùy dặn lòng nhất định không xuống. Anh buồn bã trở lại đơn vị, rồi tình hình dịch giả ngày càng căng thẳng hơn. Anh bận biểu triền miên với công việc. Giữa hai người chỉ còn lại một khoảng lặng im vô tận. Thế nhưng tình yêu đâu phải nói buông là cứ thế mà buông. Cuộc họp trực tuyến kết thúc khá nhanh, Thùy làm xong báo cáo gửi cho phòng nhân sự nữa, cũng mới 5 giờ chiều. Trong thời kỳ này, cơ quan điều hành thực hiện nhiệm vụ từ xa. Dường như mọi người đều đã thích nghi với nhịp điệu công việc trong tình hình mới. Đang bước xuống tầng dưới thì Thu gọi đến. Sau một hồi nói chuyện huyên thuyên, nó mới kể. Mày xem báo chưa? Vừa có tin về ông Hiếu của mày đấy, thùy hơi nhíu mày hiếu là một trong số những chàng trai vẫn theo đuổi thắng tỉnh thùy lâu nay anh làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty bất động sản vẻ ngoài sang trọng và lịch lãm tao bận họp cả ngày có xem được đâu mà chuyện gì thế cô bạn chật lưỡi vào trang tin chính thống mà xem ông ấy ở trong chung cư rảnh quá rủ mấy em gái đến tiệc tùng thắt loạn cả đêm vi phạm lệnh giãn cách công an hốt lên xử lý hết rồi trong lúc mọi người lo chống dịch mà hành xử như thế thật chả ra sao cũng may mày chưa dính vào đấy thùy chợt nhớ buổi trưa hôm biết tin sắp phong tỏa thành phố thì hiếu gọi điện bảo sẽ lái xe qua đưa cô đào thoát khi còn kịp hai đứa sẽ thuê một cái homestay ven biển tắm mát thư giãn rồi gọi đồ ăn phục vụ tận nơi cho thoải mái tội gì mắc kẹt ở đây ngột ngạt tù túng thế này tất nhiên là Thùy từ chối. Sao có nghe nói anh ta làm ầm ĩ ở chút kiểm soát nhưng rồi bị buộc phải quay về. Xuống đến phòng khách, Thùy thấy bố đang theo dõi bản tin thợ sự phát trên TV. Khung hình lướt qua những y bác sĩ trong bộ đồ bảo hộ bịch bùm giữa trời nắng cháy, những người lính khẩu trang kính bích, tất tả ngược xuôi. Số ca lây nhiễm vẫn chưa có dấu hiệu giảm, số người phải đi cách ly ngày càng nhiều các lực lượng căng mình chống dịch hầu như không có chút thời gian nghỉ bao nhiêu người đang vất vả ngoài kia bố ơi mẹ đi đâu rồi à mẹ ở phòng khách kia kìa hình như đang liên lạc với các cô các gì ở bên chia hội phụ nữ bàn chuyện sắp tới giúp đỡ khu cách ly con ạ à. con làm bữa tối đi nhé nấu thêm cho nhà bác hội bắt canh cua tí bố đưa qua trước cổng cái hoa con út bác ấy đợt này và ở luôn trong bệnh viện. Thấy bảo là đi lấy mẫu xét nghiệm trắng đêm luôn. Thùy vừa lôi hay trong bếp, vừa nghĩ ngợi. Mấy hôm rồi, không đi chợ được, nhưng vẫn có bầu bí, mồng tơi, nhúc mít của bà con các huyện gửi về hỗ trợ. Mỗi nhà sang sẻ với nhau một ít. Trong lúc khó khăn này, mới thấy thêm trân quý những điều nho nhỏ khuất lấp giữa bận rộn đời thường. Tự nhiên, Thùy lại nhớ đến anh chắc rất lâu rồi anh chưa được ăn một bữa cơm gia đình đúng nghĩa thùy có ích kỷ quá không khi những ngày qua chỉ biết đến bản thân mình thành phố dần đi vào những ngày giãn cách khoảng thời gian đầy lo âu căng thẳng nhưng cũng vô cùng đặc biệt đối với nhiều người trong ranh giới mong manh do dịch bệnh thùy bỗng nhận thấy mình như trưởng thành hơn chần chừ mãi thùy cũng quyết định sang thăm mẹ anh Bác đã già, không biết thời gian qua có ổn không? Trái tim Thùy rung lên khi đứng trước ngôi nhà nhỏ. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như ngày anh đưa cô về làm quen với gia đình. Cô đang ngập ngừng, chưa dám gọi cửa, thì vừa lúc mẹ anh từ trong nhà bước ra. Trong thấy Thùy, bà cụ không giấu được vẻ mừng rỡ. Hồi còn yêu nhau, lần nào tới chơi, bà cụ cũng lụi cụi, chuẩn bị bao nhiêu món ngon cô thích ăn. Cẩn thận, chăm lo cho cô từng ly từng tí thế mà từ khi chia tay anh thùy chưa ghé lại cũng chẳng nói gì với bà cụ một lời dạo này con bận lắm phải không lâu quá không thấy con sang chơi thằng minh nó bảo cơ quan cử con đi học ở đâu xa lắm vậy là anh chưa nói với mẹ là hai người đã chia tay thùy bỗng thấy nghẹn nghẹn nơi lòng ngực mẹ anh nắm tay thùy dẫn vào nhà lọ mọ xuống bếp pha trà hoa cúc cho Thủy uống. Cô bước lại gần bàn làm việc của anh. Trên giá sách, bức ảnh chân dung của cô vẫn còn nguyên đó. Nghe tiếng bước chân từ dưới bếp đi lên, Thùy vội đặt bức ảnh xuống. Mẹ anh mỉm cười hồn hậu. Nhiều lúc ngồi làm việc mà thấy nó cứ ngắm ảnh của cháu mãi thôi. Bác bảo á, à, nhớ thì xin đón người ta về đi. Nó chỉ cười cười, chả nói gì. Tính của nó, gặp con gái thì rụt rè, chứ công việc lại xong pha dũng cảm lắm cái đận đầu năm nay khi nó lao xuống sông cứu mấy người đuối nước rồi sau kiệt sức phải vào viện ấy nghĩ lại bác thấy còn run con à nói dạy chứ mà lỡ nó có mệnh hệ gì thì bác biết sống ra sao hả cháu thuyền ngạc nhiên quá vì chưa từng biết đến chuyện này bao giờ mẹ anh kể thêm là báo chí cũng đã đơn vị để viết bài nhưng anh đề nghị giấu tên vì ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như anh mà thôi. Giờ Thủy mới nhận ra lý do vì sao ngày sinh nhật hôm ấy anh không liên lạc gì với cô. Sau đó cô cũng không cho anh một cơ hội để giải thích nữa. Nỗi dây dứt xăm chiếm trong lòng cô. Cô cầm bàn tay khô gầy của mẹ anh, khẽ nói. Anh Minh lâu rồi không về được, chắc bác nhớ anh ấy nhiều lắm. Nhớ lắm chứ con, chẳng biết bao giờ dịch giả mới kết thúc để nó được về. Đợt tháng trước, nó có ghé qua chốc lát, hai mẹ con đứng cách nhau một quảng qua cái cổng kia. Nói được có mấy câu thì phải đi, thường lắm con ạ. À. Sau một đêm thức trắng, hỗ trợ các đồng chí đi lấy mẫu xét nghiệm, anh trở về đơn vị, người mệt ngoài, nhưng đầu óc lại căng thẳng, không thể nào ngủ được. Đang kiểm tra danh sách, tiếp nhận cách ly thì trực ban gọi điện vào báo cáo có người thân mang đồ lên tiếp tế muốn được nhìn thấy anh từ xa một lát thôi anh mang đồ bảo hộ đi ra cổng mà thấy lòng lo lắng mẹ anh năm nay gần 70 tuổi rồi đã điện thoại về dặn mẹ yên tâm ở nhà vậy mà sao vẫn lặng lội đến thăm nhìn qua chút kiểm soát anh bỗng thấy phía xa một dáng người rất quen đang đưa tay vẫy vẫy anh sững người lại tưởng chừng như trái tim mình đập lạc đi. Dênh nắng rực rỡ của buổi chiều hè, Thùy đang đứng đó, khẩu trang kính mít và mái tóc buộc gọn gàng phía sau. Điện thoại anh nhấp nhái dòng tin nhắn, cô vừa gửi đến. Bình an anh nhé, em chờ. Câu chuyện tiếp theo Đi câu Mẹ tôi than vãn, mày con nhà đói mà thối nhà no, chắc chỉ tả cái tật tôi không mấy ham ăn cơm với cá đồng vừa tanh tưởi vừa lắm xương hốc với đám cá bé tí như lòng đông mương mái cấn rô thia tôi chả thèm đụng đũa không thích ăn cá nhưng việc đi săn cá thì lại mê hồi ấy cá ở quê tôi nhiều vô kể hình như chỉ cần có nước là có cá lắm bữa mưa to cá rô cá lóc vào tận sân nhà người ta bắt cá bằng đủ cách cứ nhìn vào đầu trái nhà thằng cung nổi tiếng sát cá trong làng thì biết vó lưới đó lừ ống trúm nơm gào và cơ mang là câu riêng món câu thôi cũng đã đủ dạng câu gieo câu rê câu cắm câu nhấp và cả câu vằn nữa nhà tôi chỉ có mỗi cái nơm bé tí gác suốt trên dàn bếp và các cần câu nhấp dựng ở đầu hồi cái cần câu được chọn mãi trong dải hớp sát cạnh bờ ao nhà bà Hoa. Phía đầu ngọn câu khum khum cầu vòng được buộc một sợi cước đôi mà tôi dặn mẹ mua cho ở chợ. Hồi còn nhỏ hơn, tôi chả cần công phu như thế. Vớ đại một cành que, buộc vào đấy đoạn chỉ trắng, còn lưỡi câu thì lấy kim khâu hơ lửa, cuốn thành. Còn lưỡi câu thì lấy kim khâu hơ lửa, uống thành. Loại câu có cái phao bằng sóng lá mía cộng rơm khô ấy chỉ lừa được đôi chú cá nhỏ háo ăn ở giếng đình hay ở cái ao đùng đục trước nhà trong xóm nhà đứa nào cũng có một cái cần câu kể như bài què lúc việc phá mai rảnh rỗi cũng ôm câu ra đứng ở bờ ao múa nhà bà thình những lúc chúng tôi kéo nhau ra đồng lúa bài cũng hăm hở phát cần câu nhập bọn một tay chống gậy một tay lấp nhấp miệng lại còn giả giọng cái đất mồi bờ trách bờ trách có lần cu cậu giật lên được một chú cá rô to. Chưa kịp cười xong một cái thì chú cá rô đã tuột lưỡi rơi xuống bờ ruộng. Bài vội thả gậy ném câu chụp bắt cho tới lúc cả người cả cá văng xuống ruộng lúa. Cá gặp nước thì lũi mất còn bài thì quần áo mặt mũi bê bớt những bùn. Câu nhấp ở ruộng lúa chỉ biết cá ăn khi nghe tiếng bờ rấp động lên chỗ thả mồi. Và liền đó có cảm giác có một cái dú nặng nặc đột ngột ở đầu câu. Phải đợi thêm một chút cho con mồi vào sâu trong miệng cá thì mới giật được. Cái thú của buổi câu dồn cả vào lúc ấy. Khi cần câu nhú đầu lỏng dây và sau đó là một cú vít ngược kéo theo một sắc rô vàng ống bay phút lên khỏi thảm lúa xanh rần. Này Hiếu, tối đi thả câu đêm nhé. Một chiều thằng cung rủ rơi. Cũng tội từ hồi bố nó bị mất vì bơm. Trong nó ngơ ngác, ít nói và coi bộ lì lợm hơn. Cung học kém, đến lớp chỉ mãi nghịch. Đến tháng xếp điểm, nó bao giờ cũng đủ thủi đi về sau cùng. Tôi học khá, năm nào cũng nhận phần thưởng tiên tiến. Cô giáo bảo tôi giúp đỡ nó. Tôi nhận lời, nhưng trong bụng không mấy thích thú vì vốn ghét cái tính hay chơi trội của nó trong mọi trò vui. Sao lại câu đêm, tao sợ rắn lắm, tôi thành thật. Tôi ít đi đêm, phần vì sợ ma, phần thì ngại gặp rắn. Nhìn cái dáng bò ngoạn ngoẹo, da vằn vện, ánh sắc ma quái, tôi phát khiếp. Khiếp đến nỗi ghét lê sang cả giống lương, trê, chạch, da nhân nhất mà tôi nghi là có bà con họ hàng với rắn. Là nghe kể, có những loài rắn độc, chỉ mổ một nhát là không kịp chạy viện. Mà chẳng phải dọa, năm lục to, bà tí trong sớm phía bên kia đây đã chết vì đang đêm rắn vào ngủ chung với người đi thả câu vằn mang đèn pin đi cứ đỡ sợ cung gọi tôi đến nhà vòng ra sau rồi chỉ vào một cái rổ nhỏ trong đó lù lù một đống dây bố cao su nối dài được phòng xếp lên nhau gọn ghẽ một đoạn bệ chuối tươi đã tróc lá buộc chéo lên thành rổ có rất nhiều lưỡi cao thép được móc lên đó đều đặn thẳng thớm như những người lính đang xếp hàng đợi lệnh. Cung vác cuốc ra vườn đào dung, tìm dung cũng phải có mẹo. Cung bảo cứ nhìn vào chỗ đất đùng lên thì biết. Giống dung ưa ẩm, thích tụ lại ở đống rơm, lá thấp, cạnh cầu tiêu và nước. Có nhát cuốc vỡ ra được dăm bảy con. Cung chỉ chọn những con to bằng đầu đũa, da nâu sậm ống ánh, cho vào cái ống nứa to, cắt cục một đầu. Bê cái rổ câu xuống, cùng thoăn thoát ra mồi vào lưỡi, những lưỡi câu khẳng khiu được vào mồi béo tròn nằm rít vào nhau trên đoạn bẻ chuối dài chỉ độ hai găng tay cái giống rung cũng lạ bị ngắt đôi ba như thế mà chẳng chịu chết cứ ngọ ngoại mãi đợi trời tối hẳn tôi mượn đèn pin đầu loe như cái dương sen của mẹ đi sang nhà cung cung đã đứng đợi trước thềm cái rổ câu có dây treo đu đưa trước bụng trông như cái trống con tập nghi thức đội đêm cuối thu trời se lạnh mà nó chỉ vận một cái quần cọc lại lăn nếp quần lên sát tận bèn ra đến đường cái cung bảo tôi tắt đèn nó bảo để lộ chỗ thả thì cá không được ăn mà câu cũng mất mấy hôm trước mưa to nên côn trùng vẫn chưa thôi đĩ rã tiếng ị ợp đều của mấy chú ếch vọng lên từ lùm dứa dại rậm rà phía sau hè nhà thằng sen con hói trước làng tràn theo cống dồn lên một thứ nước đùng đục như nước hến làm ngập cả đám đất trũng cạnh cái ao lớn ngăn cách nhà tôi và nhà cung cung quyết định thả câu vào đó để tôi ngồi đợi trên bờ nó khệ nệ bưng rổ câu lội xuống nước trời tối sậm chỉ nghe rõ tiếng chân bị bẩm nơi cái bóng mờ mờ của cung đang mằn thả dây câu độ 10 phút vặn câu đã rải xong một vệt sáng hoàng nghèo giữa đám cỏ bị rẽ ra làm chỗ thả mồi đêm ấy tôi xin phép mẹ ngủ lan nhà cung với cái cớ là ôn bài học để sáng mai đi lấy câu cho sớm nhà cung toàn toàn nhưng rộng rãi chán cái bàn liêm đen bóng dọn chỗ ấm bát uống nước là thành chỗ ngồi học cái giường cung nằm ở sát bên cạnh nên khỏi phải kê thêm ghế mới ngồi chưa đầy một tiếng cung đã ngáp vặt và kêu buồn ngủ thả người đánh ụt trên giường một lát đã thấy nó tay gối đầu ngáy phò phò tôi phải dắt màn kéo chiếc chăn chiên nhào nhò ẩm mốc đắp lên cho nó tảng sáng khi trời hãy còn mịt mù hơi lạnh cung đã đánh thức tôi dậy ấn vào tai tôi khi ô đích vịt bóng nâu mà khối bếp dựng đứng cổ áo che lạnh tôi thấp thỏm bước theo cung bóng nó loài nhòa trong sương sớm bắt đầu từ chỗ que neo câu sắt lệ đường đoàn dây đầu nhấc lên nhẹ bẩn không còn mồi dung chỉ trơ lại những lưỡi câu gầy gò rỉ những giọt nước tông tông xuống mặt ao, nghe như những âm thanh cười cợt. Được một quãng, thì thấy cung rạp hẳn người trên mặt nước. Chỗ ấy, cỏ bị siết lại thành một túm. Lùa ta xuống nước, cung gỡ ra từng đám cỏ rối ấy, một chú trào to bằng cổ tay người lớn. Chắc dính câu đã lâu, nên trong bộ dạng trào ta lờ đờ chậm chạp. Thấy có cá, tôi vội sắn quần nhảy ảo xuống nước. Trao cái ô cho cung, con cá rớt đánh trượt khỏi đáy ôi nặng trĩu tôi và cung tiếp tục mang theo dây câu nước sóng sánh vã lên quá nửa đùi rồi vằn câu dễ đến mấy chục mét cũng được thu về khoanh tròn ngoan ngoãn trong chiếc rổ lưỡi câu sọc sệt được găm lại lên bệ chuối cũ đã heo héo khi ấy sương sớm cũng đã loãng nhật về nhà cung mở nắp oi đổ tất cả ra sân được bảy con cả trào lẫn lương trong đó có hai con trào chắc bắt câu từ chập tối nên cứng đờ trắng bệch như cá chích riết cung gạt đám cá ấy ra làm đôi bảo tôi chọn lấy một phần tôi ngần ngại không dám nhận ngăn phần với nó cung chọn lấy hai con trào to nhất đám và một con lương vàng hươm sâu mang rồi ấn vào tay tôi mang về mà ăn nhà tớ còn ối cá nó nói thêm nếu thích mình sẽ làm cho một bộ câu khác ta cùng đi thả cho vui chiều sang ta làm câu nhé được thế thì còn gì bằng, thằng cung tính khí thức thường mà lại rộng bụng. Cầm sau cá, tôi chạy ô về nhà, trong đầu phơi phới ý nghĩ, hình như mình đã lớn. Chợt ngoái nghĩ đến thằng cung, cái lưng nâu bóng như phản gỗ giỏi mái đầu cắt cua lởm chẩm. Chiều nay, nhất định phải sang nhà nó. Câu chuyện tiếp theo Cha tôi Mỗi lần lên cơn đau, cha tôi lại nói thiếu chút nữa tao đã chạm được vào cầu vòng. Nhưng chúng tôi biết chẳng bao giờ ông có thể chạm được vào chiếc cầu vòng đa sắc ấy. Giờ đây, trên người cha tôi đã có quá nhiều vết chém, những vết chém với muôn hình dạng, đa sắc màu và có nhiều câu chuyện về chúng mãi mãi sẽ không bao giờ được kể ra. Những câu chuyện về những vết chém sẽ bị chôn vùi mãi trong lòng đất không bao giờ hồi sinh được mẹ tôi thì đang nhặt những vết chém trên thân thể cha tôi rơi xuống phương vải trên nền nhà người đàn bà đi chân đất chưa bao giờ biết ngửa mặt lên trời để hỏi rằng thân phận là gì đang nhẫn nại nhặt lên từng vết chém bà để những vết chém vào trong một chiếc hai lớn bằng nhôm những vết chém trên thân thể cha tôi lại rớt xuống mỗi khi ông trở mình có nhiều vết chém rất dài nhưng cuộc đời của cha tôi dài hơn những vết chém ngoài kia biển lại ẩn mình và tiếc núi về những huyền thoại đã nát vụn. hàng dương gầy trơ trọi dưới nắng tháng 6, không đủ bóng râm để che mát những con thuyền khác sống khơi xa dâng lên trào lên những nỗi đọa đài ẩn mình ở nơi không biên giới trong lòng ngực trào lên ứ nghẹn nơi cuốn họng của mẹ tôi khiến bà ứa nước mắt bà không biết từ ngày biển chết đến nay trên thân thể cha tôi đã có bao nhiêu vết chém. Bây giờ, chiếc khai lớn đã đầy những vết chém của cha tôi. Chúng nằm trên khai trông như những con cá nhỏ. Những vết chém của cha tôi ánh lên những màu sắc lạ kỳ. Có những vết chém, có màu của bụng đất và từ chúng tỏa ra mùi mồ hôi chắc mặn của cha tôi. Mùi mồ hôi đó rất quen thuộc với chúng tôi. Có những vết chém đã chết, chúng mưng mũ và nằm bất động trên khay. Có những vết chém thì có màu xanh da trời nhưng chúng tôi thích nhất là những vết chém có màu xanh nước biển của cha những vết chém có màu xanh nước biển ánh lên những tia sáng xanh chiếu vào khuôn mặt khắc khổ của mẹ tôi có rất nhiều vết chém có màu xanh nước biển nằm gọn trên khay bẻ lái đi chúng đầm nát tạ bây giờ cha tôi ú ớ trong cơn mê có lẽ cha tôi đang tưởng tượng rằng mình đang ở ngoài khơi với những người anh em của ông tôi cầu khấn ông sẽ có được những giấc mơ đẹp đúng là những vết chém ấy rất dài nhưng những giấc mơ của cha tôi còn dài hơn cả những vết chém ấy giấc mơ của cha tôi còn dài hơn cả đêm tối dài hơn cả bờ đại dương đang hấp hối dài hơn cả cuộc đời của mẹ tôi có lần ông nói với chúng tôi ông đã từng thấy có nhiều đàn cá ba lên thoát khỏi những ngọn sóng đầy mùi tử khí. Lúc đó, tao đang ở ngoài khơi, trước lúc thuyền bọn tao nát phụng bởi cú đâm khốn nạn ấy. Cha tôi nói, chúng tôi không cãi lời một người đang hấp hối, nhưng chúng tôi chẳng bao giờ tin vào sự hiện hữu của những loài cá đó. Bây giờ trên bãi biển, mẹ tôi đang phơi những vết chiếm của cha. Bóng mẹ tôi in lên trên cát khiến tôi nghĩ tới một dấu hỏi lớn chiếc bóng của mẹ tôi có hình dấu hỏi đang di động trên cát tháng sáu mẹ tôi vẫn miệt mài rải từng vết chém của cha tôi xuống cát những vết chém của cha tôi nhảy tung tóe trên cát trưa hè có nhiều vết chém trường mình xuống biển rồi biến mất sau khi tung lên trên đầu những lớp sóng bạc có những vết chém thì cố trường ra biển nhưng dường như chúng không đủ sức chúng nằm lại với cát và chết đi trong câm lặng đó là những cái chết vô ngôn những cái chết lặng lẽ và là những cái chết oan khuất bất kỳ một câu chuyện nào về cái chết của những vết chém cũng cần phải được kể ra nhưng bây giờ tôi sẽ không kể tôi sẽ để cho những câu chuyện ấy xâm chiếm hết lòng người của tôi ăn hết tim gan của tôi rồi tôi mới kể đó là những câu chuyện không hề vui rồi những vết chém của cha tôi sẽ khô đi mẹ sẽ cất chúng vào trong những chiếc túi ni lông và treo lên trên bếp để chờ đợi mùa đông tới. Mùa đông Trong khi cha tôi vẫn nằm trên giường, trích lên từng hồi, bởi thiếu chút nữa ông đã chạm được vào chiếc cầu vòng trên biển trời quê hương, thì chúng tôi hoan hỷ khôn cùng bởi những vết chiếm vương đầy bộ hóng của cha. Bây giờ, những vết chiếm của cha tôi có màu đen, chúng khô lại, nhỏ hơn, trong chúng giống như những con cá khô, mà chúng tôi đã thấy chúng vào nhiều năm trước. Chúng tôi không còn bị đói. Mùa đông năm nay lạnh hơn. Ngoài bờ biển, những hạng dương gầy vẫn trơ trọi trong gió rét. Thỉnh thoảng, có vài người đang dò tìm gì đó trên bờ biển vắng. Nhưng chẳng có gì được tìm thấy ngoài cát trắng và gió đông. Mặc kệ những cơn gió đông lao vào từ phía biển, rồi táp lên má lá. Chúng tôi quay quần bên bếp lửa, với những vết chém vương đầy bồ hóng của cha trên tay. Chúng tôi phụ chúng xuống dưới thang hồng. Thang hồng sáng rực lên, mùi thịt nướng từ những vết chém thơm lừng vây lấy chúng tôi, vây lấy những đôi mắt đói mòn chờ đợi.